Rất nhiều bác sĩ trẻ. Có bạn còn chê là tại sao thầy lại làm chậm thế, thầy lại cầu kỳ thế. Mà chỗ này em làm rất là nhanh thế này mà tại sao thầy cứ việc gì thầy cứ phải cầu kỳ như thế. Nhưng mà nếu như các bạn đã có một cái sự trải nghiệm rồi, đặc biệt là trải nghiệm qua các cái thất bại rồi, thì các bạn thấy rất rõ là người y của chúng ta có thể thất bại từ những cái việc nhỏ nhất, từ những cái việc tưởng như không bao giờ thất bại thì nó lại làm cho chúng ta thất bại. Cái việc thất bại nó có thể xảy ra bất cứ một lúc nào, kể cả cái mũi chỉ khâu cuối cùng. Thường là những lúc mà những công việc dễ, rất chủ quan, thường là cho các bác sĩ trẻ làm, mà các bác sĩ trẻ thì cái tính kỷ luật lại rất hạn chế, cho nên là khi làm được rồi thì thường là giải phóng bản thân, làm rất nhanh, làm rất điệu nghệ để thể hiện được bản thân, nhưng thực ra chúng ta đã thiếu cái sự tôn trọng cái yếu tố kỷ luật đấy. Mà càng có tuổi, càng có nhiều kinh nghiệm thì tôi càng thấm thía cái câu chuyện đó. Mình càng nghĩ một công việc nào đấy dễ, hàng ngày làm rồi dễ, chủ quan thì chúng ta lại càng dễ thất bại.